Teng teng, hàng mới về cả nhà ơi. Chọn một em bếp đẹp nhất và VIP nhất kho để quay giới thiệu đến quý anh chị ạ. Dạ vâng, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Hương Bùi Nhật Bãi. Cả nhà vào xem bếp thì ủng hộ em Hương một like, một nút đăng ký kênh nhá. Em Hương cảm ơn cả nhà rất là nhiều ạ. Trong buổi chia sẻ ngày hôm nay sẽ giới thiệu cho các anh chị một cái mẫu bếp gọi là dòng rất là cao cấp của nhà Zinai này, Zinai mặt gãy. Đấy, dòng bếp VIP nhất của nhà Zinai nhá. Và em Hương đã mở sẵn cái nội thất bên trong để cho các anh chị có thể theo dõi, cho mình yên tâm. Đó là nội thất bên trong thì cũng không có hề gì xét đâu ạ. Đấy, nếu mà hàng mới cái chiếc này phải mười mấy triệu. Em bán hàng bãi nên là chị bán với giá bằng một nửa thôi các bác nhá. Một nửa cái chiếc bếp hàng mới thôi. Vì sao gọi là bếp ga an toàn và vì sao gọi là bếp ga thông minh đúng không ạ? Hàng trăm chi tiết, hàng trăm phụ kiện mới tạo nên được một cái chiếc bếp ga như thế này. Đấy, các anh chị nhìn này, tôn zin này. Nói chung là cái chiếc bếp này là dòng nguyên bản nhá. Các anh chị dùng 15 năm nữa. Các anh chị cứ khoảng tầm 15, 20 năm nữa đi. Mình mua một cái chiếc bếp, mình dùng theo năm tháng, theo thời gian thì có thể chênh nhau khoảng tầm 1, 2 triệu. Đấy, với những cái dòng mà gọi là cái dòng cao cấp như thế này này, một số shop thì có thể chênh 1, 2 triệu. Nhưng mà các anh chị cũng đừng nên ham rẻ quá. Cái dòng này thì phân khúc như này thì cũng khoảng tầm 8 triệu này. Đấy, tầm trên dưới 8 triệu. Nếu như mà có những cái shop mà người ta bán rẻ hơn thì chắc chắn nó phải có lý do đúng không ạ? Có thể là chiếc đấy đã sử dụng nhiều rồi, người ta đã xử lý lại nhiều nên là nó sẽ rẻ hơn. Còn cái chiếc bếp ngày hôm nay em Hương chọn đến để giới thiệu đến quý anh chị đó là dòng nguyên bản nhá. Và em Hương bán trên 8 triệu cái chiếc bếp ga này. Đấy ạ. Quay nội thất để cho cả nhà yên tâm này. Đây ạ, nội thất là bên trong của một chiếc bếp ga này các bác nhá. Zinai mặt gãy, dòng bếp cao cấp nhất của nhà Zinai, phần khung đẹp này. Đấy ạ. Mặt trước, mặt chính diện anh chị nhá, mặt chính diện đấy ạ. Và đây là mặt bên phải của bếp. Chiếc bếp này sản xuất 2016 nhá. Tháng 3 2016 các anh chị ạ. Rồi em sẽ lắp mặt bếp vào và tiếp tục test bếp hướng dẫn các anh chị cùng sử dụng ạ. Dạ vâng, đây là chân dung của cái em bếp xinh đẹp này các anh chị nhá. Một chiếc bếp có cái tông màu, đó là tông màu trắng rất là đẹp đây đúng không ạ? Đây, mặt kính này, mặt kính có kim tuyến, bo viền bằng inox cực kỳ sang trọng luôn, rất là đẹp luôn đây ạ. Đấy, rất là đẹp luôn các bác nhá. Đây, mặt chính diện của bếp đây ạ. Mặt bên phải ạ, hông bên phải ạ. Và hông bên trái các anh chị nhá. Đối với cái phần khung của bếp này thì nhà em có làm lại cho các anh chị luôn rồi. Em Hương luôn có chia sẻ đấy. Về thì chảy một ít thôi nhưng nhà em vẫn sẽ sơn lại bằng sơn tĩnh điện, sơn ô tô. Cái khung này thì không ảnh hưởng gì đến cái chất lượng của bếp hết. Mình làm sao để gọi là mình đảm bảo cái tính thẩm mỹ là cái thứ nhất. Và cái thứ hai là các anh chị dùng cho bền nhá. Một chiếc bếp hàng rất là mới và rất là đẹp đây này, Zinai GTS65. Em Hương sẽ test các cái tính năng, sẽ vừa hướng dẫn sử dụng và test các tính năng cho anh chị cùng theo dõi nhá. Một chiếc bếp dòng cao cấp, mặt gậy em cũng có, chiết áp em cũng về. Đấy, bác nào mà quan tâm tới cái mẫu nào thì liên hệ cho em. Khủng long cũng siêu nhiều luôn ạ. Chiết áp thì của Ha Osaka Ga, mặt gãy thì của Zinai và khủng long thì của nhà Paloma nhá. Lửa xanh quá là xanh luôn các anh chị ơi. Lửa xanh như thế này là đã đốt cháy hết nguyên liệu trên ngọn lửa rồi. Lửa xanh thì các anh chị sẽ không có lo đen nồi nhá. Những cái chiếc bếp mà bị đen nồi là do lửa quá đỏ hoặc quá vàng thôi. Đây ạ. Bo viền inox này, cực kỳ sang đẹp luôn đúng không cả nhà. Góc bên trái bao giờ cũng sẽ là một khay chứa pin. Một đôi pin này các anh chị có thể sử dụng được 3 tháng đến 6 tháng nhá. Nếu sau khi hết cái đôi pin em Hương tặng đấy, anh chị mua bếp thì em Hương sẽ tặng một đôi pin. Thì em Hương sẽ gửi pin sạc cho cả nhà. Một đôi pin sạc em đang bán với giá là 300 ngàn. Phím nhấn là công tắc bật bếp sử dụng rất là dễ. Không có gì là khó sử dụng hết đâu cả nhà. Đây là chế độ nấu cơm nhá. Đấy. Tăng cộng giảm trừ. Tăng cộng giảm trừ các anh chị ạ. Đấy. Tối đa chúng ta sẽ hẹn được 90 phút. Rất là tiện lợi luôn đúng không ạ? Nếu như mà có anh chị nào hỏi em là chiếc bếp ga Nhật này sử dụng như thế nào? Thì em Hương xin trả lời ngắn gọn với lại trên 6 chữ thôi. Sử dụng như thế nào ạ? An toàn, tiết kiệm, tiện lợi và cực kỳ dễ sử dụng luôn. Đấy, đây là những cái 6 chữ để gói gọn cái chiếc bếp ga này. Tăng cộng giảm trừ các anh chị nhá. Tăng cộng giảm trừ. Khi chúng ta muốn chọn sang chế độ khác thì chúng ta tắt bếp đi. Đấy, chế độ nấu cơm này. Rất là dễ luôn đúng không cả nhà? Sang bên bếp bên phải. Phím nhấn là công tắc bật bếp. Dòng mặt gãy thì cái phím nhấn này ở phía trên này, không phải là ở phía dưới này nhá. Nấu nước 5 phút này, nước sôi tự tắt này, tùy chỉ nhiệt độ trên rán 160 đến 200 độ C. Đấy, còn cái này là phím 3S nhá. Mình ấn và giữ 3 giây để kích hoạt tính năng này lên. Anh chị bật lên khi mình chiên rán hoặc là rang đồ khô. Và nếu mà nấu nướng bình thường không thì chúng ta không cần bật ạ.
hai bếp nấu phía trên và một lò nướng phía dưới. Khi mà nồi nóng lên đến 200 độ C thì bếp sẽ giảm nhỏ lửa. Và đến 250 độ C thì bếp sẽ tắt bếp. Chiếc bếp bên trái đã tắt bếp rồi đây ạ. Các anh chị có quên, chúng ta sử dụng nấu nướng chúng ta có quên thì cũng không bị làm sao hết đâu. Ngay nướng và vị nướng bằng inox cực kỳ mới luôn đúng không cả nhà? Rất là sáng và rất là mới này. Đấy, bác nào mà tín đồ của bếp nướng thì mua cái chiếc bếp này tha hồ nướng. Nướng khay nấu rất là rộng luôn. Em mời cả nhà cùng rồi, chiếc bếp bên phải cũng tắt luôn đấy ạ. Đấy, tắt là đồng hồ sẽ báo hiệu 02 đây này. Khi mà nồi cạn nước, đấy, khi mà chúng ta nấu quên thì đồng hồ sẽ báo hiệu 02 nhá. 02 bên bếp phải và 02 bên bếp trái luôn. Đấy. Chúng ta có đi ra ngoài, chúng ta có quên không tắt bếp thì cũng không có vấn đề gì xảy ra. Cực kỳ là an toàn luôn ạ. Tầng nướng phía trên và hai bên hông hắt sang khay nướng hai tầng lửa các anh chị nhé. Rất là mới đúng không ạ nhỉ? Đấy, nội thất bên trong này thì em cũng không có sơn lại đâu. Lò nướng chiếc này có đốt rồi các bác nhé. Lò nướng chiếc này có đốt và còn nguyên hai cái thanh chắn dầu mỡ ở đây ạ. Một này thanh chắn dầu mỡ đang còn đây nhá. Còn có chiếc bếp về còn, có chiếc thì không còn. Một cái mẫu bếp mà được rất là nhiều anh chị săn đón đúng không ạ? Bên trong thôi em tháo nó ra. Lắp thì rất là dễ thôi. Ở đây có hai cái mấy cái con ốc ở đây các bác này. Em cầm một tay này em lắp nó hơi bị ngượng tay thôi đấy. Sử dụng rất là dễ luôn, không có gì khó hết. Rồi, ok. Nướng này thì cũng có đồng hồ luôn nhá. Cũng tăng cộng giảm trừ, tăng cộng giảm trừ tối đa anh chị sẽ nướng được 15 phút. Và tối thiểu chúng ta sẽ nướng 1 phút, ví dụ như là nướng trứng đối với cái dòng 2 tầng anh chị chỉ cần nướng 6 phút thôi, 6 đến 7 phút, sau đó chúng ta vẫn để trong bếp khoảng tầm thêm 2 phút để nhiệt độ om ở trong đây, xuống trong đây. Không cần phải đốt đến khoảng tầm 8 9 phút đâu ạ, không cần phải đốt hết như thế. Đấy, bếp bên này cũng tắt bếp luôn rồi. Tắt bếp là khóa ga luôn. Rồi, ok ạ, đã khóa ga rồi đấy ạ. Cái việc sử dụng thì cũng cực kỳ đơn giản luôn ạ. Sử dụng rất là dễ cả nhà nhá. Đấy, mình chỉ cần ấn nhẹ tay thôi. Bật bếp trái này, xong bây giờ sẽ bật bếp phải này. Điều chỉnh cái độ to nhỏ của lửa bằng cần gạt. Lửa rất là xanh luôn, em sẽ quay sát lại cho cả nhà cùng theo dõi này. Lửa xanh. Đấy, mạnh. Rồi, ok không cả nhà? Mặt rất là đẹp. Ưu điểm của cái dòng mặt kính này là gì? Ưu điểm của dòng mặt kính đó là chúng ta vệ sinh, chúng ta lau chùi rất là dễ nhá. À, em sẽ test thêm một cái tính năng an toàn nữa, đó là tính năng gió thổi tắt bếp ạ. Đối với lại tính năng gió thổi như thế này thì bếp sẽ mất khoảng tầm 15 giây. Anh chị đợi chờ cùng em Hương 15 giây nhé. Khi chúng ta nhận bếp về, chúng ta muốn test nhanh ấy, thì các anh chị nếu mà nhà gia đình chúng ta có cái khò này này, thì mình khò cho nhanh nhé. Đấy, mình khò vào cái đít nồi cho nó nhanh. Còn nếu mà mình không có thì mình chọn test bằng cái tính năng là gió thổi như thế này, nó sẽ gọi là nhanh hơn. Hoặc là các anh chị nếu mà muốn test thì lấy cái nồi nhôm mỏng thôi nhá. Đấy, đồng hồ báo hiệu số 12 ở đây ạ, 12 ở đây đó là khóa ga khi mà bị mất ngọn lửa đi. Cả hai bếp thì đều có đồng hồ, nướng cũng có đồng hồ và nấu cũng có đồng hồ của bên bếp trái, cực kỳ tiện lợi luôn đúng không cả nhà? Khi mà chúng ta nấu đồ ăn chúng ta không cần canh ở bếp đâu ạ. Rồi, hai bếp đã khóa ga hết rồi. Em Hương xin báo giá chiếc bếp ga này nhé. Chiếc này em Hương bán với giá là 8.200.000 đồng các chị nhé. 8.200.000 đồng. Đấy. Bo viền inox, một chiếc bếp ga dòng cao cấp nhất của nhà Zinai. Về chế độ bảo hành thì em Hương sẽ bảo hành cho các anh chị 12 tháng như là chế độ bếp mới luôn. Chiếc này mới thì khoảng tầm trên 15 triệu. Đấy, khoảng tầm trên 15 triệu các bác nhé. Bán hàng bãi thì em chỉ bán bằng gọi là bằng với một nửa giá thôi, 15-17 triệu đấy. Rất là đẹp, mặt kính này. Nhà em tại Thanh Hóa các anh chị nhé. Nhà em tại Thanh Hóa và em sẽ ship hàng toàn quốc cho các anh chị luôn. Về hình thức thanh toán thì bên em có cọc nhẹ để lấy cái chi phí vận chuyển thôi. Vào đến nơi là các anh chị lưu ý đồng kiểm cùng bưu tá luôn giúp em Hương. Đồng kiểm cùng bưu tá để tránh cái tình trạng đó là vỡ kính này, móc bếp này, gửi sai mẫu mã các anh chị nhé. Cho mình test bếp thoải mái, các anh chị cứ đem vào các anh chị test. Test ok, test hết tất cả các tính năng. Có vấn đề gì thắc mắc thì liên hệ cho em. 0359014200 là số của em cả nhà nhé. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Nội thất, ngoại thất thì cũng đã mở cho các anh chị xem rồi. Các cái tính năng an toàn thì cũng đã test hết rồi đúng không cả nhà? Để bác nào mà quan tâm thì cái mẫu này thì liên hệ cho em Hương ạ. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Trước khi rời kênh thì các anh chị ủng hộ em một like, một đăng ký các bác nhé. Xin cảm ơn ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.